để chia sẻ và cảm ơn tới những nữ lao công vất vả. Thầy giáo dạy tiếng Anh James Joseph Kendall, hay còn được biết đến với cái tên ông Tây dọn rác, đã kêu gọi các tình nguyện viên cùng chung tay dọn rác tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đối với những người lao công, vào những dịp nghỉ lễ, mọi người thường quây quần bên gia đình hoặc tổ chức những chuyến đi chơi. Và sau khi ngày nghỉ lễ kết thúc, thì thứ có thể được xem nhiều nhất có lẽ là rác. Khắp các con đường, ngõ ngách, trên các bồn hoa, cây cảnh, rác bẩn ngập tràn khắp nơi. Mình tổ chức sự kiện này vì tôn vinh nữ lao công Việt Nam. Và mình muốn giúp một tay để chia sẻ công việc này cho mỗi phụ nữ lao công vui. Hiểu được điều đó, James đã kêu gọi các tình nguyện viên cùng chung tay dọn rác với các nữ công nhân môi trường quanh địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công ty môi trường đô thị Hà Nội, tình nguyện viên và đặc biệt là sự giúp đỡ của người dân. Công việc gì ở đâu? Hôm nay sẽ có 9 tổ trưởng bên Urenco đến và mỗi tình nguyện viên bên tổ chức sẽ chia nhóm cùng các cô, các chị em lao công, xong rồi dọn rác xung quanh quận Hoàn Kiếm. Ngoài việc phụ các chị dọn rác, James cùng các tình nguyện viên đã góp hơn 100 suất quà để dành tặng cho các nữ lao công vào đúng ngày 20 tháng 10. Mỗi suất quà kèm một tấm thiệp ghi lời cảm ơn vì họ luôn giữ cho Hà Nội xanh, sạch đẹp mỗi ngày. Cái hoạt động này thì ngoài việc tri ân các cô thì mình mong là có thể hướng sự chú ý của dư luận hơn nữa về việc là xả rác và dọn rác ở thành phố của chúng ta. Vì mật độ dân cư ở Hà Nội rất là nhiều, cùng với đó là rác rất là nhiều, thì ai xử lý rác cho chúng ta? Thì đấy là một câu hỏi mà nên được rất là nhiều mọi người hỏi và tự tìm câu trả lời. Vui, phấn khởi, hạnh phúc khi mà được cả xã hội quan tâm đến, rồi nhiều các em sinh viên, những người trẻ đến người già cũng quan tâm động viên với chị em trong cái ngày 20 tháng 10, và hôm nay là qua ngày 20 tháng 10 rồi thì là các em cũng ra để hỗ trợ thêm hoặc là nhặt rác thêm cho các vườn hoa thảm cỏ, rồi là cùng các chị em công nhân thu gom. Thì chúng tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tất cả các cái tấm lòng thiện nguyện, rồi tất cả các em sinh viên, rồi là tất cả những mọi người mà quan tâm và đến những chị lao công như bọn em. Cất niềm vui của mình lại phía sau, những nữ công nhân vệ sinh môi trường chấp nhận một ngày 20 tháng 10 không trọn vẹn để thủ đô được xanh, sạch, đẹp. Những người lao động ấy xứng đáng được tôn vinh và trân trọng. Đối với các chị, những bông hoa lớn nhất dành tặng mình vào ngày Phụ nữ 20 tháng 10 có lẽ là mong muốn ý thức của mọi người cao hơn để công việc hàng ngày của các chị sẽ đỡ vất vả hơn phần nào.